Rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em giới thiệu các bác là có 5 chiếc máy cạo râu nha các bác. Đó, thì có 3 cái máy này là em thay pin mới nha các bác. Đó, đây thay pin mới này. Đó, rồi tiện em cũng ghép cái video thay pin vào đây luôn để hướng dẫn các bác thay pin nha các bác. Đó, hôm nay thì em chỉ có giới thiệu các bác 5 cái này thôi, chủ yếu là hướng dẫn các bác thay pin đó. Đó, pin em có nhiều nha các bác. Giờ thì đầu video em giới thiệu các bác là 2 chiếc máy ba la này nha các bác. Đấy, hai chiếc này là sản xuất năm 2016 nha, nhưng mà nó rất đẹp nha các bác. Đấy, mã số 1 và số 2 là 900.000 một cái nha các bác. Đó, bao gồm máy này, sạc zin như này nha các bác. Sạc zin như này nó có hai cái loại sạc nha. Đấy, sạc vuông và sạc dài như này nha, thì bác nào thích chọn cái nào chọn nha. Đó, hai cái máy này thì nó năm 2016 nhưng mà nó là cuối năm 2016 các bác, tại vì đây là cái bản nâng cấp nha, bản nâng cấp. Còn cái bản mà thường ấy thì là cái đầu nó không có lắc nha các bác. Đó, cái bản nâng cấp thì nó sẽ lắc như này này. Đấy, nó giống như là bản Plus đấy các bác. Đó, đây này, đó. Đó, đầu tiên là nó ra cái bản là thẳng y như này, xong rồi đời sau nó sẽ ra cái bản nâng cấp như này. Đó, nó là cái đời 2016 nhưng mà là cái phiên bản cao cấp của đời 2016 nha các bác. Rồi, cái model của nó thì đều giống nhau hết. ES-ST6L, rồi. Nó sản xuất tại Nhật nha các bác, Made in Japan này, năm 2016 nha. Đấy, hai cái đều y nhau hết nha các bác. Hai cái đều y nhau. Rồi một cái thì màu xanh đen bạc, đấy, màu xanh này, đen này bạc này. Rồi một cái thì màu bạc này, màu đen, và cái màu này là cái màu nó gọi là màu ghi sao các bác. Em này mấy cái vấn đề màu này em cũng không có đọc được đúng đâu nha các bác. Đấy. Rồi thì sẽ quay các bác coi một vòng để em nghe điện thoại, sợ ship người ta gọi. Rồi, đang quay nhưng có điện thoại sợ ship người ta gọi nên em phải nghe, sợ người ta gọi để xử lý cái đơn nữa các bác. Đó, tiếp tục nha. Rồi hai cái thì cũng là đều là phiên bản cao cấp nha các bác, lắc lư được luôn. Rồi chụp lưỡi đầy đủ nha các bác, chụp lưỡi đầy đủ. Đấy, còn rất đẹp luôn nha các bác. Rồi sẽ cho các bác quay một vòng này các bác. Đấy, rất đẹp nha các bác, đời 2016 nhưng mà hầu như là người ta sử dụng ít các bác. Đấy, nên là rất đẹp. Đó. Rồi, ok chưa? Đấy, cái lạnh vậy luôn nè. Đấy. Đấy, thấy chưa? Đẹp chưa? Rồi thì hai cái này, đấy, đây, đều cắt rồi dài có hết nha các bác. Máy, tất cả các máy em bán ở đây nha các bác, đều bảo hành 3 tháng nha các bác. Pin bao 1 tuần không hết pin nha các bác. Nên là các bác cứ yên tâm, phụ kiện em có đầy đủ hết. Đó. Rồi, cái này mã số 1 900. Rồi để test cho các bác coi này. Đấy, lắp đầy đủ nha. Sạc thì là sạc zin auto từ 100 tới 240V nha các bác. Đấy, sạc zin nữa nha. Sạc thì tất cả các loại sạc đều sản xuất tại Trung Quốc hết nha. Đấy, còn máy này thì sản xuất tại Nhật nha. Đó, rồi chạy này. Đấy, đẹp chưa? Lưỡi thì là còn rất đẹp nha các bác. Đấy, lưỡi là rất đẹp. Lưỡi em cũng có bán hết, đầy đủ hết nha các bác. Đó, lưỡi rất đẹp nha. Nè, đó. Rồi. Đó, chạy nó cắt cho dài này. Đấy, cắt cho dài này. Đó. Rất mạnh nha. Đấy, lắp bảo vệ này. Đấy, để các bác ha. Để này, đấy, các bác rửa xong các bác để này. Nó khô, đó. Rồi tiếp theo cái này nha. Đấy, lắp bảo vệ này. Nó về mà còn được nắp là nó cũng hiếm đó các bác. Như nắp là số nó mất rồi. Đó, mới đẹp nha. Rồi. Vệ sinh sạch hết rồi, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Khử cồn, khử khuẩn hết rồi. Đó, lưỡi đẹp nha. Đấy, rồi, chạy này. Đấy, cắt cho dài này. Đấy. Rồi, hai cái, mã 1 và mã 2, 900.000 cái nha các bác.
đó, hai cái sạc thì các bác thích chọn sạc nào sạc đó, và sẽ tặng các bác một cái hộp như vậy nha, một chai dầu và một cái chổi. Đấy, mỗi máy đều tặng một cái hộp như này. Đấy, tặng để các bác cho đây đó, một cái chai dầu và một cái chổi nha. Cái chai dầu này thì nó có tác dụng là để các bác bôi lưỡi như này này, các bác chỉ cần cho một hai giọt thôi, xong rồi các bác xoa xoa như này đấy để cho nó bảo dưỡng lưỡi. Đấy, còn không bôi cũng được các bác, các bác thích thì bôi thôi đó nha. Rồi hai cái này 900.000 cái nha các bác. Đó, sạc sạc hai loại các bác thích chọn nào chọn nha. Rồi cho đây. Rồi tiếp theo thì đến mấy chiếc máy Philips. Đây mấy ba chiếc máy này thì em đều thay pin mới hết rồi nha các bác. Đấy, xong em giới thiệu xong rồi em sẽ ghép cái video hướng dẫn các bác thay pin những chiếc máy Philips vào ngay sau cái video này. Đấy các bác coi video. Đấy, ba cái máy này em đều thay hết nha các bác. Đấy, các bác coi video thay pin để giả dụ như mà cái này thì em thay pin mới rồi nha. Còn những bác mà có cái máy mà đang không tích được nhiều pin thì các bác mua những cái cục pin như này về, pin là pin xịn nha các bác, pin xịn để về các bác thay. Đấy, pin xịn của nó nha. Đấy, đây đây là những cái chiếc pin ở trong máy của nó này. Đó, đây pin trong máy của nó nha. Đấy, dung lượng này 750 mAh, tức là một cục nha, một cục là 750 nha, hai cục thì nó sẽ là 1500 nhá. Đây là pin zin trong máy của nó này. Đó, và là pin mới, mới thay này, em sẽ thay cái pin mới này nha các bác. Đó, pin này cũng là pin xịn nha các bác. Đó, pin xịn nha, không phải là pin vớ vẩn nha các bác. Đó, thương hiệu này, pen này, 750 mAh nhá. Cái này của nó là 750. Đó, cái này là 700 mAh. Pin này thì sản xuất tại Trung Quốc nha các bác. Đó, nhưng mà nó là pin xịn nha. Pin xịn đấy. Đấy, đây. Người ta nhà máy là hàn sẵn như này rồi. Về các bác chỉ việc, các bác coi cái video em làm này là các bác biết thay. Đấy các bác, nếu nhà các bác có máy hàn các bác hàn luôn, còn không có máy hàn thì các bác chỉ việc cầm ra chỗ sửa chữa điện tử bảo người ta hàn cho cái, thế là xong thôi. Đó, rất đơn giản nha. Pin thì nó cũng giá thôi các bác. Đó. Rồi lưỡi, nếu các bác chơi những cái dòng Philips này này thì nó nhiều đồ nó cũng rẻ nữa nhá, pin nó cũng rẻ này, lưỡi nó cũng rẻ này. Đấy, lưỡi này lưỡi mới nha, lưỡi mới nó cũng rẻ. Đấy, này lưỡi mới em bán hết rồi. Đó, có cái link em sau cái video này em sẽ gắn một cái link trên Shopee và một cái link trang web của em để các bác mua đồ phụ kiện nha. Đấy, rồi thì ba cái máy này cũng đều bằng tiền nhau nha các bác, đều là 600.000, là đã bao gồm thay pin mới rồi nha các bác. Đấy, thay pin mới rồi đó, mã 4 này, 3, 4, 5 này đó, 600.000 một cái nha. Đấy, pin mới này, ghi pin mới hết nha các bác, sạc này đó. Và tặng các bác một cái chai dầu, một cái chổi và một cái hộp như vậy nha. Đấy, một máy là bao gồm một dầu, một chổi nha, một sạc như vậy nha, sạc điện 220 nha. Đó, sạc điện 220 nha các bác. Rồi, đây là ba cái pin của ba cái máy này đó, thì khi mà các bác mua là gửi kèm cả cục pin cũ này luôn nha. Đấy, về thì các bác coi ha, pin là máy làm thay hết nha các bác. Đó, sau cái video này em giới thiệu xong sẽ ghép cái video hướng dẫn thay pin vào cái video này nha các bác. Đó, rồi đây này, mã số 3 này. Đấy, chạy này, dòng Philips thì nó thiên về cái độ êm nhé, nó rất êm và nó bám mặt này, tại vì là nó có những cái như thế này, lưỡi như này nó bám, nó rất bám này. Đấy, nó bám nha các bác. Đó, bám đó Philips nha. Đây, lưỡi các bác thay rất dễ, các bác thay nguyên cái cụm này cũng được nha. Đấy, thì các bác mua nguyên một cái cụm này về thay. Đấy, nguyên cái cụm này về thay. Đấy, gắn vào phát là xong. Đó, qua này chưa. Đấy, tất cả những cái này em có cái link hết nha các bác. Đấy, có link ở Shopee hết nha. Lưỡi, nhưng mà không biết em đã lên kịp chưa, may sợ quay xong không có gắn kịp cái link luôn các bác. Nhưng mà đồ em có hết nha các bác, nhiều lắm, các bác cứ yên tâm. Đấy, rồi rồi cái này thì cái mã số 3 600 nha. Cái này thì mấy cái thông số 5 à, đây cái này có 5 2015 này. Đấy, cái này còn nhìn thấy 5 này, còn mấy cái kia thì nó mờ không nhìn thấy các bác ơi. Đó, 2015 sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đó, 5 2015 nha các bác. Đó, đấy, rồi cái này là pin mới nha các bác, pin thay mới rồi. Đó, 600 mã số 3 nha. Rồi cái này số 4 cũng 600 luôn. Đấy,
tại vì mấy cái này cái chữ nó mờ, nó người ta in nó không có in chìm như là không có in như thế này, nó còn này cái này nó cầm ngay cái tầm này nó hay bị mờ chữ. Cái này năm 2018 này, cái này còn thấy năm này đấy, năm 2018 này, cũng sản xuất tại Trung Quốc nhé, đấy sản xuất tại Trung Quốc nhé các bác. Pin thì thay mới rồi, các bác yên tâm sử dụng không phải lo. Đấy lưỡi này, đó lưỡi này, lưỡi thì các bác thay mua nguyên cụm này về thay phát là xong, nó rẻ mà các bác, đâu đó hơn 100.000 nữa em không nhớ, nhưng mà có hơn 100 hay sao đấy. Này nó rất bám mặt luôn. Còn nếu bỏ cái này ra hầu như bác không nghe tiếng động luôn đấy, thấy không? Đồng phí nó một êm lắm, chạy nó êm lắm. Đây nha các bác, lưỡi nắp vào nó có một cái gờ này nha, vào đúng cái gờ này nha, đấy mà nắp đúng nha, đó đấy rồi. Cái này cũng vậy luôn, cũng 600 luôn nha, đấy cũng 600 luôn, cũng pin mới nha các bác đấy. Này nắp chung lưỡi thì nó là cái kiểu bật hay là gì thôi, chứ còn các bác cứ rút cái thì là vừa hết này, nó giống nhau hết các bác đấy. Chẳng qua cái kiểu thiết kế thôi, người ta thiết kế cái nỏ kia thôi đó. Đó. Còn đâu thì là vừa hết đó, tức là máy nguyên y như này nha, lưỡi này máy này và sạc này nhé các bác, đấy sạc này nhé, đấy pin thì thay mới hết rồi nha các bác, tức là ba cái này nó cùng một cái model đấy, cũng là CD 5000, nó giống nhau, cho nên là em làm một cái video hướng dẫn thay pin ba cái máy này giống như nhau luôn nha các bác. Đó, nhưng mà em chỉ làm một cái video hướng dẫn là thay pin của Philips dòng này thôi, chứ em không có làm ba cái video nha các bác. Đó em, ba cái này em chỉ làm một video thôi, tại vì nó giống nhau mà, cách tháo nó đều giống nhau hết. Đấy, cho nên là và bên trong nó cũng đều giống nhau. Đấy nên em làm một cái video. Đấy. Thì bao gồm máy nhá, và tặng các bác một chai dầu, một cái chổi, một cái hộp như này nhá. Của nó này nha các bác. Đó. Đấy. Rồi. Thì ba cái này 600.000 cái nha các bác, bảo hành 3 tháng nha, pin bao một tuần không hết pin nha các bác. Đấy, đây pin của nó thay mới rồi, các bác yên tâm nha. Rồi em sẽ ghép cái video vào sau cái video, vào ngay sau đây nha các bác. Thì các bác nào mua liên hệ với em qua số Zalo điện thoại anh Kim dưới màn hình nha. Rồi xin chào các bác.